Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Vòng bầu cử cuối cùng ở Pháp, các kịch bản chiến thắng của phe cực hữu. Ngày 7 tháng 7, cử tri Pháp bắt đầu bỏ phiếu vòng 2 trong cuộc bầu cử quốc hội. Đây là vòng bỏ phiếu quyết định và có thể đem về số phiếu nhiều nhất cho phe cực hữu. Sau một tuần kể từ vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 30 tháng 6, các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Pháp lại mở cửa để tiến hành vòng bỏ phiếu cuối cùng, cũng là vòng bỏ phiếu mang tính quyết định trong cuộc bầu cử sớm năm nay. Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa vào 8 giờ, giờ Pháp, ngày 7 tháng 7, đóng cửa vào 18 giờ tại các thị trấn nhỏ và 20 giờ tại các thành phố lớn. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố sau khi quá trình bỏ phiếu kết thúc, dựa trên số liệu kiểm phiếu từ các điểm bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử có khả năng một lần nữa trao quyền cho phe cực hữu kể từ Thế chiến II, từ đó dẫn tới sự thay đổi ngoạn mục trong chính trường Pháp và định hình lại cục diện chính trị Liên minh châu Âu. Trước đó, hãng tin Reuters hôm 1 tháng 7 dẫn kết quả chính thức từ Bộ Nội vụ Pháp cho biết Đảng Tập hợp Quốc gia, RN, cực hữu của bà Marine Le Pen đã giành chiến thắng tại vòng bỏ phiếu quốc hội đầu tiên. Theo đó, RN và các đồng minh đã nhận được khoảng 33% phiếu bầu, kế đến là Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới, NPF, với 28%. Nhóm trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ về đích thứ 3 với 20%. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận dự đoán rằng dù RN có thể giành được nhiều phiếu bầu nhất song có khả năng không đạt được đa số tuyệt đối sau vòng bỏ phiếu thứ 2, theo hãng tin Reuters. Công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group cho biết xác suất RN chiếm được đa số phiếu bầu rất thấp. Công ty này dự báo quốc hội treo, tình trạng không có bất kỳ một đảng chính trị nào giành được đa số trong quốc hội sau cuộc bầu cử là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất. Thế nhưng ngay cả khi không giành được chiến thắng vang dội, RN vẫn có khả năng giành được số phiếu nhiều nhất và trở thành phe thống trị trong quốc hội Pháp. Điều này nhiều khả năng sẽ khiến việc điều hành đất nước của Tổng thống Macron trở nên khó khăn. Đồng thời, kết quả bỏ phiếu dự kiến sẽ tác động đến thị trường tài chính châu Âu, khoản viện trợ phương Tây dành cho Ukraine và cả vấn đề an ninh quốc phòng của Pháp. Căng thẳng tại Pháp gia tăng khi Đảng Mặt trận Quốc gia RN cực hữu chiến thắng bầu cử vòng 1 với hơn 33% phiếu bầu, nhiều khả năng thành công thiết lập thế đa số tại Hạ viện. Liên minh trung lập của Tổng thống Emmanuel Macron cùng Liên minh Mặt trận Nhân dân mới NPF cánh tả cố gắng ngăn chặn bằng cách rút hàng trăm ứng viên để tăng số phiếu bầu cho người tỷ lệ thắng cao hơn. Chính phủ Pháp cũng đang hối thúc các đảng kêu gọi người ủng hộ kiềm chế sau khi hơn 50 nhà hoạt động và ứng viên bị tấn công trước ngày bầu cử quốc hội vòng 2. Cuộc bầu cử này không quá dài, nhưng chúng ta đã ghi nhận 51 trường hợp ứng viên chính thức, ứng viên dự khuyết và nhà hoạt động bị tấn công. Một số vụ tấn công nghiêm trọng đến mức khiến nạn nhân phải nhập viện. Ít nhất 30 nghi phạm đã bị bắt liên quan đến các vụ bạo lực chính trị trên cả nước. Nước Pháp đang chìm trong bầu không khí bạo lực chính trị khi những vụ tấn công nhắm vào cả phe cánh tả lẫn cánh hữu. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, vẫn còn quá sớm để xác định xu hướng trong các vụ tấn công. Một số sự việc xảy ra do một vài cá nhân giận dữ bộc phát, nhưng cũng có những vụ tấn công được thực hiện bởi người hoạt động chính trị thuộc phe cực tả hoặc là cực hữu. Trước đó, đêm 3 tháng 7, phát ngôn viên chính phủ Pháp kiêm Thứ trưởng chuyên trách đổi mới dân chủ Prisca Tenovot cùng thành viên nhóm vận động tranh cử đã bị tấn công khi đang dán áp phích bầu cử ở phía Tây Paris, khiến hai người phải nhập viện. Cảnh sát đã bắt 4 nghi phạm trong vụ tấn công. Mary Dauchis, ứng viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia RN, đã tuyên bố ngừng tranh cử vì lo ngại cho bản thân và gia đình sau khi bị một người bán hàng tấn công tại khu chợ Savoy. Nicolas Conkrus, ứng viên đảng Người Cộng Hòa, cũng thông báo bị hành hung khi phát tờ rơi bầu cử ở Chebourg. Pháp có kế hoạch triển khai 30.000 cảnh sát trên toàn quốc, trong đó có 5.000 sĩ quan ở Paris và vùng ven, trong bối cảnh lo ngại bạo lực có thể leo thang sau khi kết quả bầu cử quốc hội được công bố. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cũng kêu gọi các đảng chính trị kiềm chế, không kích động người ủng hộ trước thềm vòng 2 bầu cử quốc hội Pháp. Dự kiến vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7, trong đó RN được đánh giá là có cơ hội giành chiến thắng nhưng khó đạt thế đa số tuyệt đối để tự mình thành lập chính phủ. Phe trung dung của Tổng thống Pháp và phe cánh tả đang nỗ lực ngăn phe cực hữu giành đủ 289 ghế để nắm quyền. Nếu RN tiếp tục thắng áp đảo trong vòng 2, Tổng thống Macron sẽ buộc phải điều hành đất nước với Barella, chính trị gia thiên về chủ nghĩa dân tộc. Đàm phán ngừng bắn ở Gaza có tiến triển khi các nguồn tin Ai Cập và Hamas cho biết Hamas đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn theo từng giai đoạn.
Thế nhưng, triển vọng ngừng bắn đã bị Israel dội cáo nước lạnh khi Israel lại yêu cầu đưa ra một số nội dung mới khiến các cuộc đàm phán kéo dài hơn. Theo truyền thông Israel, nhật báo Haaretz tối 6 tháng 7 dẫn một nguồn tin ngoại giao giấu tên nói rằng Israel đã đưa ra những yêu cầu mới được đánh giá là gai góc hơn, có thể khiến các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas kéo dài hơn. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Hamas đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn, với việc từ bỏ yêu cầu Israel phải cam kết ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký thỏa thuận. Theo đề xuất của Mỹ, thỏa thuận theo từng giai đoạn bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn đầy đủ và hoàn chỉnh kéo dài 6 tuần. Trong đó, các con tin lớn tuổi, ốm yếu và nữ giới sẽ được thả để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine tại Israel. Trong 42 ngày đó, lực lượng Israel sẽ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza và cho phép những người di tản trở về nhà. Trong thời gian đó, Hamas, Israel và các nhà hòa giải sẽ đàm phán các điều khoản của giai đoạn thứ hai để có thể thả những con tin nam còn lại, cả dân thường và binh lính. Trong khi đó, tối 6 tháng 7, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở Tel Aviv yêu cầu chính phủ chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn mới nhất. Theo một cuộc khảo sát do kênh số 12 của Israel công bố, có tới 67% ủng hộ tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin với lực lượng Hamas, trong khi chỉ có 26% số người được hỏi muốn tiếp tục cuộc chiến. 274 ngày đã qua, và ngày mai sẽ tròn 9 tháng. 9 tháng thường tượng trưng cho cuộc sống và những khởi đầu mới. Và sau 9 tháng, tất cả các gia đình con tin, khoảng 120 người, hy vọng sẽ thấy một cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn, một thỏa thuận mà chúng tôi tin là sẽ tốt cho Israel. Đại đa số công chúng ủng hộ thỏa thuận và chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ. Người dân muốn có một thỏa thuận, người dân muốn cứu các con tin và muốn đưa họ trở về nhà. Còn ở Gaza, Bộ Y tế Gaza cho biết một cuộc không kích của Israel vào một trường học đã giết chết ít nhất 16 người và làm bị thương ít nhất 50 người khác. Ngôi trường nằm ở khu vực Nuseirat thuộc trung tâm dải Gaza, là nơi trú ẩn của khoảng 7.000 người sơ tán. Theo Liên Hợp Quốc, số người phải sơ tán tại Gaza đã tăng lên 1,9 triệu người, tức khoảng 90% dân số Gaza. Trước tình trạng vô cùng cấp bách ở Gaza, trong tuần tới, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, ông William Burns, sẽ đến Doha, Qatar để thúc đẩy tiến trình đàm phán. Tại Qatar, lãnh đạo CIA dự kiến có cuộc gặp gỡ và thảo luận chung với Thủ tướng Qatar, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ai Cập và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Mossad. Dù vậy, theo hãng tin AP, tất cả các bên đều cảnh báo rằng một thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa được đảm bảo.